Dạ. Cái ông trời nói trình bày cho rõ ràng với anh Phạm Tấn luôn là cái sự việc như vậy. Giờ bác ngày hôm qua có ai lên đường lai nói là chuyển viện như thế nào đó, nhưng mà bác sĩ vào cái đường lai đó xem được thì bác sĩ mới bây giờ bác sĩ cho xuất viện luôn, cho đi về luôn. Thì ý anh Phạm Tấn có cách nào giúp em hay không? Dạ. Mày hiểu không? Dạ em hiểu. Thì nói chung là bây giờ trong cái sự việc này hoài ý muốn, chứ cũng không ai mà lên cái đường lai mà để nói cái những cái lời mà để chuyển viện hay là muốn đưa bé Tiên đi chỗ bệnh viện khác được. Dạ. Nói chung không có bệnh viện nào qua bệnh viện Chợ Rẫy, cái này anh dám nói luôn, không có bệnh viện nào qua bệnh viện Chợ Rẫy. Còn cái bệnh viện như Hoàng Mỹ là cái bệnh viện quốc tế mà cái chi phí nó rất là cao, bởi vì vậy mình cảm thấy nếu mà mình đưa qua bên đó, cái số tiền của anh Tấn chỉ nằm được tầng hay tầng là hết cái số tiền đó rồi, sao mà trị bệnh được. Dạ. Đúng không? Bây giờ chỉ hy vọng rằng anh chị cô bác nào có xem được cái video của mấy anh á, thì có quen trong bác sĩ nhờ gỡ gắm giùm, nói bác sĩ cho bé Tiên nằm lại để chữa trị cho nó hết. Thì đâu em gọi cho anh Phạm Tấn, anh Phạm Tấn nói thật sự ra anh Phạm Tấn hiểu để anh coi có cách giải quyết không. Đâu em có cầm điện thoại đây, để tí đi anh em mình ghi hình xong rồi sẽ gọi ha anh Tâm ha. Thì nếu mà thật sự hiện tại bây giờ anh em đăng tải cái clip này lên rồi không có một người nào quen biết với bác sĩ ở đây, rồi em định như thế nào em đi? Dạ thì bây giờ thì em cũng không biết phải làm sao hết anh. Nếu mà không ai có thể nào giúp, bây giờ hiện tại bây giờ anh nói em như thế này, một tí nữa là em chúc tực, khi mà rảnh rỗi em sẽ vô phòng bác sĩ, em canh bác sĩ trưởng khoa đó đó, có thể là em năn nỉ rồi nhờ những bà con nằm chung phòng đó năn nỉ giùm đi. Dạ. Ha, chứ bây giờ mà đi đâu nữa đây em, bây giờ trước mắt là như vậy rồi. Mấy anh nếu mà bệnh viện này mà vào được trong đó đó thì anh em có thể là lên đó mỗi người góp tiếng nói để mà mong bác sĩ bỏ qua cái chuyện này. Dạ. Con mấy cô ở trong phòng cũng thương cha em lắm, cho nên là hồi nãy mấy cô cũng có năn nỉ tiếp. Mấy cô nói là bây giờ bé Tiên nó bị như vậy rồi, nó đang ở cái thời điểm mà tiến triển tốt. Giờ bác sĩ chuyển viện cho nó đâu rồi nó biết đi đâu. Bác nói là tại vì hôm qua bác có coi được cái đường lai, nhưng mà bác không có nói tên. Bác nói là nếu mà muốn chuyển viện thì tôi đồng ý theo ý định của người nhà thôi. Rồi cô đó nói là đường lai đó là chỉ có một người nào đó thôi, chứ đâu phải là bé nó muốn đi đâu. Vì bác sĩ nói thì từ đây tới chiều thì cũng làm giấy thôi. Thì cho anh hỏi bé My về vấn đề. Mấy hôm nay anh là cũng ngày hôm nay là ngày thứ tư hay ngày thứ tư rồi. Để mà chia sẻ cập nhật tình hình cho em và anh Phú Long An này, cũng là người thứ ba, là ngày 3 ngày chia sẻ cập nhật cái thông tin, đúng không? Mấy anh có làm phiền em lắm không? Dạ không. Rồi mấy anh có hại gì em, gia đình em không? Dạ không. Thì thật sự ra có những cái kênh YouTube khác lại lên trên mạng nói bọn anh không giúp gì được. Rõ ràng anh đó là nó đúng, anh đâu có giúp được gì gia đình em đâu. Dạ. Đúng không? Và anh cũng đâu có hại gia đình em gì. Rõ ràng đó là anh em đây muốn cập nhật tình hình sức khỏe em Tiên, và anh em đăng tải cũng như là câu chuyện hỏi, cũng ít có hỏi về Tiên lắm, đa số là hỏi về cái bản thân của em và cái cách chăm sóc một cái người mà mới 17 tuổi mà chăm sóc cho một cái người là chị em bạn gì, chị em của ông cậu thôi. Dạ. Đó là những cái cử chỉ rất là đẹp về cái tấm lòng của em đó. Thì ngày hôm nay thật sự ra mà anh được khi mà anh Tâm gọi cho anh em ở đây á, là thông báo là như thế đó, là mấy anh thật sự ra rất là buồn như thế nào, tại vì mình buồn, anh cũng buồn cho gia đình em. Tại vì sao? Đây là một cái bệnh viện rất là lớn mà còn không chịu ở đây vì một cái đường like của một cái kênh YouTube nào đó lên like, lên nói làm ảnh hưởng đến gia đình của em và sức khỏe của em Tiên nữa. Đó, một cái cơ hội nó đáng giá như vậy, một cái cơ hội để mà em Tiên này sẽ lành lặn lại mà không ngờ. Đúng không anh? Đúng rồi. Anh Phú có ý kiến gì không? Thì theo như em nghĩ là mấy anh em mình tới đây mấy bữa nay là mình chỉ cập nhật sức khỏe tình hình của bé Tiên cho quý cô chú anh chị mình quân theo dõi, với lại em My về cái cuộc sống của My, sao cái động lực nào mà lại cái tuổi ăn tuổi chơi mà em lại chăm lo cho cái gia đình em rất biết lo quan trọng. Anh em mình tới đây không hề nói những cái gì liên quan tới gia đình của bé My hết.
Nhưng mà có một cái người thì nói là tụi mình là đây là để câu view câu like đó, không giúp ích gì được câu view câu like. Nhưng mà rồi là cái đường like đó đó, cái đường like của cái anh đó đó là bây giờ là hại gia đình hay là thương gia đình. Bây giờ thứ nhất là ngày hôm qua lên cái đường like thì bé My là được hàng trăm cuộc gọi của mạnh thường quân, cô chú anh chị ở xa gọi tới chửi. Rồi hôm nay bác sĩ thông báo là không nhận bệnh nữa, đuổi luôn, nó thẳng là đuổi đó đó. Rồi đó, rồi cái anh đó đó là giúp gia đình hay hay là anh hại gia đình. Thì bây giờ quý cô chú anh chị xem được cái clip này thì hãy chia sẻ rộng rãi để giúp giùm cho bé Tiên và Trà My. Có ai quen bác sĩ ở trong đây á thì nói giùm một lời để cho bé Tiên ở lại đây điều trị cho hết, để về hòa nhập cuộc sống với lại xã hội. Chứ bây giờ thì em My bây giờ thì không biết làm sao luôn. Thì Phú cũng có quen mấy đứa em, cũng có quen bác sĩ ở đây, nhưng bây giờ tụi nó đi làm gọi không được luôn. Để nhờ năn nỉ giúp phụ, trợ giúp phụ cho bé My, để nói cho bác sĩ người ta bớt giận. Bởi vì giận, bác sĩ Tây giận là giận cái gì? Ở đây là cái bệnh viện tiến đầu, là phải nói là nổi tiếng của Việt Nam. Bác sĩ rất là giỏi, bác sĩ là người ta đi du học toàn nước ngoài, tu nghiệp nước ngoài về không. Thì cái trình độ của người ta rất là cao. Mà lại chê người ta thì người ta sẽ giận chứ, người ta sẽ tự ái chứ. Đó là cái suy nghĩ của em á, là ví dụ bác sĩ xem được cái đường like đó, nó tự nhiên em Tiên như vậy đang trị, mình là một cái người gọi là đang trị cho em Tiên mà lại lên trên mạng nói như thế thì bị ảnh hưởng. Tại vì cấp trên người ta nói ủa mày anh giống như chị làm sao người ta bây giờ người ta đòi chuyển viện, đó là cái ảnh hưởng tới của người ta nữa, đúng không em My? Dạ. Đó thì em thấy như cái đường like, em có xem được cái đường like đó không? Không. Dạ, đúng không? Không hả? Lúc đó là em xuống dưới để cho mấy anh qua đó. Thì bây giờ hỏi quý ông bà quý anh chị đó, em mấy em là thì những cái clip anh em mình đăng cũng 4 ngày nay thì anh em mình cũng không có kêu gọi từ thiện, tại vì cái số tiền đã giúp em Tiên cũng rất là nhiều rồi. Cho nên là nếu mà cô chú anh chị có thương bé My là trao bé My thì em nhận thôi, chứ mà trao bé Tiên là anh em mình không, hoàn toàn không nhận. Tại sao á mà mấy anh em quay mà không kêu gọi cho bé Tiên? Mà hôm nay cũng sẵn cái clip này luôn, anh cũng nói luôn ở trên cái clip là bé Tiên á, thì cái phần ở bên anh Tấn á, lại có anh nào nữa đó, thì nó tạm ổn cho bé Tiên là điều trị cũng hơi lâu rồi, đúng không anh Trọng? Yeah. Thì bây giờ tụi anh không có kêu gọi, nhưng mà tụi anh giờ kêu gọi là kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp em bé My, là một cái người con gái rất là phải nói là thiệt thòi về tất cả luôn. Nói về như là cái từ nhỏ là đã mất cái tình thương của người mẹ rồi. Rồi bây giờ lớn lên, khi mà em đến tuổi ăn tuổi chơi, tuổi không lo nghĩ gì, bây giờ em phải gánh một cái gánh nặng ở trên cái đôi vai, gánh nặng gia đình rất là nặng đó. Rồi cái cuộc đời của em là phải nói bây giờ nó bấp bênh, nó không có vô định hướng luôn đó. Nếu mà quý cô chú anh chị thì thương bé My, với mẹ bé My có thể là giúp ủng hộ là gia đình bên bé My. Rồi cho anh hỏi cái suy nghĩ của em My, một cái anh nào đó đã lên trên mạng like trực tiếp để thông báo tình hình là em Tiên đòi chuyển viện không thay băng. Cái chuyện mà không thay băng bây giờ thay rồi, anh không có đề cập vô vấn đề đó, chuyển viện đúng không? Rồi like lên nói rồi xong rồi bác sĩ ngày hôm nay, sáng nay em gọi khẩn cấp cho anh Tâm là nói là bác sĩ sẽ cho, nói thẳng là đuổi luôn đi cho nó dễ đó, không cho ở đây nữa, là xuất viện đó. Đó, em thấy như cái vậy thì em thấy em suy nghĩ như sao? Dạ, đúng hay sai? Dạ em suy nghĩ là rất là buồn, tại vì nếu mà nó đúng hay là sai á, thì em cũng không có nói được. Tại vì thì bây giờ thì em rất là buồn, bởi vì tại một cái đường lai đó, nhưng mà bây giờ bác sĩ đã đuổi cho hai em. Rồi chưa tính nha, rồi chưa tính mà Mạnh Thường Quân mà xem được cái đường lai đó, nói giúp cho em Tiên một cái số tiền khủng, rất là khủng. Rồi Mạnh Thường Quân ta xem nó, ở mình đã giúp như vậy rồi còn không chịu ở đây trị bệnh một cái bệnh viện rất là lớn, một cái bệnh viện rất là nổi tiếng, còn không trị bệnh và đi đâu nữa, thì lúc đó Mạnh Thường Quân rút tiền lại hết và Mạnh Thường Quân không xây nhà nữa, thì em nghĩ sao? Dạ thì lúc đó thì gia đình em đã trở về trạng thái ban đầu lại, có phải khổ càng thêm khổ không? Dạ. Rất là bị sốc anh, một cái vết thương mình chưa lành lành, bây giờ tiếp tục lại một cú sốc nữa, thì đúng hỏi rồi. Nghĩ em Tiên có vượt qua được hay không nữa? Chưa nói em. Chưa nói tới cái mức mà cái một cái người nào đó đó đặt cái niềm tin vào em Tiên. Xong rồi bây giờ là thảy cho là cái phao, bây giờ là rút cái phao lại, người ta đang ở lưng chừng giữa ngoài cái con sông lớn hay gì đó, người ta bám víu vào cái phao đó để người ta đi vào bờ, để người ta có thể là
hồi sinh người ta làm lại cuộc đời. Nhưng mà giờ người đó bây giờ là dứt cái phao giữa chừng, người ta chơi với. Nhưng mà bây giờ là cái tình trạng của em Thiên á, thì cái bệnh của nó là đang tiến triển tốt, giờ cái ảnh hưởng tới tâm lý rồi em Thiên sẽ ra sao đây, rồi thí dụ cái đường lai của người đó có suy nghĩ tới cái hậu quả đó không? Thì khi mà bác sĩ thông báo em Thiên biết về vấn đề về chuyển viện không? Dạ chưa. Chưa biết luôn ha, là do em không nói hay sao? Dạ thì hôm qua thì cái đường lai thì em với chị hai đều không xem được. Nhưng mà lúc sáng này á, bác sĩ lên là bác sĩ nói chuyện trực tiếp với chị hai em. Là bác sĩ nói là hôm qua bác có xem được cái đường lai, là có người nói là con muốn chuyển viện. Thì hôm nay bác sĩ đồng ý là cho con chuyển viện luôn. Nhưng mà không á thì bác sĩ cho con về. Tại vì bác sĩ chỉ muốn làm theo là ý nguyện của gia đình thôi. Thôi bây giờ chắc bác sĩ giận rồi. Bây giờ chút xíu nữa đi. Từ sáng tới giờ thì em với lại mấy cô ở chung phòng á cũng năn nỉ điều dưỡng trưởng, năn nỉ mấy cô điều dưỡng làm cho chuyện nước rồi đó, nhưng mà mấy cô nói là ý này là ý của bác sĩ, cho nên là mấy cô cũng không dám được. Rồi em có đi tìm bác sĩ là điều trị cho cha em, mấy cô nói là bác sĩ điều trị đi mổ đến chiều tối mới về phòng lận. Tại vì bác sĩ mổ ở phòng mổ lớn á. Ý là em muốn tìm gặp bác sĩ em năn nỉ hay sao? Dạ đúng rồi, trước mắt là như vậy. Còn mấy anh em đây đăng tải video và anh em cũng cố gắng, những ai mà biết bác sĩ đó ở trong này để gọi, cố gắng để góp một tiếng nói á, để mong rằng là hãy nhận bé Tiên lại, chứ bây giờ xuất viện đi đâu bây giờ, không lẽ đẩy ra công viên hay đẩy ra về nhà? Nếu mà thật sự ra bây giờ không ai giúp á là có thể là đi về quê luôn, ý của em á, chứ giờ đi đâu? Hay là mà một tí gọi cho Phạm Tấn đi, coi thử Phạm Tấn giải quyết như thế nào. Dạ. Ha. Dạ. Bây giờ gọi chỉ có Phạm Tấn giúp được thôi chứ. Cứ gọi Phạm Tấn em trình bày hết. Như sự việc như vậy đó. Hiểu không? Dạ. Cái số tiền này. Tại vì hình như là Phạm Tấn hiện tại đang ở miền Tây đúng không anh? Đây gọi thử anh Phạm Tấn có quen biết hay là Phạm Tấn về đây chưa? Dạ. Rồi anh Phú có nói gì không? Rồi để cho bé My gọi Phạm Tấn đi. Thôi anh cũng anh em mình cũng kết thúc clip này đây ha. Rồi. Dạ. Em gọi Phạm Tấn đi anh.